Trọng Nguyên chào lại tất cả các vị mến thương trong diễn đàn. Không ngần ngại nữa, chúng ta đi vào những sự kiện nổi bật nhất mà các vị đang mong đợi. Các cô chú anh chị em cũng biết, sau cái buổi họp vừa qua mà Tổng thống Pháp là người mời gần 30 quốc gia tham dự ở tại Paris cách đây 2 ngày. Và trong cái buổi họp đó, lời phát biểu của Tổng thống Pháp nó đã dấy lên một cái nguyên, nó là một chấn động cái địa cầu. Bởi vì cái lời phát biểu của Tổng thống Macron nó có phần kêu là mâu thuẫn, làm cho người ta khó hiểu. Nên nó đã dẫn đến cái sự ngộ nhận và hiểu lầm rất là lớn, làm cho rất là nhiều người tưởng rằng NATO và Nga đã sắp sửa bước vào cuộc chiến và NATO sẽ gửi binh sĩ đến Ukraine. Mà thực tế thì cái lời phát biểu của Tổng thống Macron nó không có cái điều đó. Ông ta chỉ có nói một cái câu đơn giản rằng là chúng ta không bỏ qua bất cứ một cái giả thuyết nào hết. Và cái vấn đề gửi binh sĩ đến cho Ukraine cũng có thể và chúng ta cần phải xem xét. Bởi vì chúng ta không thể để cho Nga chiến thắng. Cái câu phát biểu của ông chỉ có đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà các quý vị biết là miệng truyền miệng, gọi báo chí truyền báo chí. Giống như là mỗi người chúng ta là một cái nhà đầu bếp nổi tiếng vậy đó. Một người thì làm theo cái khẩu vị của mình, người thêm chút mắm, người thêm chút tiêu, rồi nó ra mỗi món ăn đều khác nhau hết. Và cái lời phát biểu của Tổng thống Pháp nó cũng không quá gì, nó quá đáng. Và ông ta chỉ nói là chúng ta cần phải xem xét hết tất cả mọi mặt trong tương lai để chúng ta có chuẩn bị cái kịch bản mà chúng ta phải cần ứng phó. Thì cái điều nói của ông đâu có gì sai đâu, nhưng mà nó tạo ra một cái làn sóng thần, các quý vị. Nó tạo ra một cái làn sóng thần, làm cho cả đất nước Nga xôn xao hết. Người dân Nga cũng đang chuẩn bị cái tâm lý là xong rồi, xong rồi, đệ tam thứ chiến đến rồi. Cả châu Âu đứng tim hết. Ngày hôm qua mới có cập nhật rồi, sau khi cái lời phát biểu của Tổng thống Pháp được loan tả qua trên báo chí, và cách viết của báo chí nó mô tả khác nhau, mỗi quốc gia khác nhau. Hungary viết khác, Slovakia viết khác, Pháp viết khác, Anh Quốc viết khác, Mỹ viết khác. Mỗi người một vẻ. Thì nó làm tạo ra một cái ngộ nhận rất là lớn. Và nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới bắt buộc phải lên tiếng trấn an lòng dân. Đặc biệt là do ông Nga nữa, ông Nga còn đổ dầu vào lửa. Ông Nga nói chỉ cần có liên minh đất nước NATO mà gửi binh sĩ đến Ukraine là bước vào cuộc chiến lớn liền, đệ tam thứ chiến liền, giữa NATO và Nga xung đột liền. Nó không còn là một cái lý do nào khác ngoài cái vấn đề đó nữa, làm cho người ta càng ngộ nhận hơn. Sau khi đó thì hàng loạt quốc gia trên thế giới, có thể nói là nguyên nó hàng trăm quốc gia trên thế giới đã lên tiếng cái điều này. Đặc biệt là những quốc gia mà có liên quan, đặc biệt là trong những quốc gia trong đồng minh NATO đã có lên tiếng ngay lập tức. Ông nào cũng không có nha, không có nha, tôi không có gửi binh sĩ nha. Đừng có ngộ nhận. Họ trấn an, nhất là trấn an lòng dân. Vì quan trọng là dân của họ ngộ nhận hiểu lầm thì sao, nên họ khẳng định là không có cái điều đó. Cái điều mà gửi binh sĩ bây giờ là điều đó không bao giờ có. Đó. Nhưng mà cái quốc gia quan trọng nhất là cái quốc gia nào? Đó là Mỹ. Vì trong liên minh NATO thì chúng ta phải thừa nhận Mỹ là cái quốc gia dẫn đầu. Mỹ là đại ca. Mà có đánh hay không đánh á, là phải do Mỹ là người khởi đầu. Nếu bây giờ có NATO có đánh hay không là do Mỹ là người sẽ có một cái sự quyết định rất là lớn ở trong cái lĩnh vực này. Bởi vì một mình một quốc gia cá nhân của châu Âu nó không đủ khả năng đối kháng với Nga. Nhưng mà liên minh châu Âu hay là liên minh NATO thì dư sức. Nhưng mà muốn có sự chấp thuận đó phải chấp thuận qua Mỹ. Thì Tổng thống Joe đã nói cái gì? Không có, chuyện đó không có. Tổng thống Joe phải bắt buộc phải xác nhận rằng cái vấn đề gửi binh sĩ đến Nga không có. Không có các vị vậy. Vấn đề đó hoàn toàn không có gửi binh sĩ đến Ukraine. Thì Tổng thống Joe là phải đính chính liền. Vì cái chuyện này phải đính chính cho nó kỹ. Vì người ta đang chờ đợi cái phát biểu của phía bên Mỹ. Vì Mỹ mới là chắc cú. Ông Pháp phát biểu thì 50-50 thôi. Vì người ta cũng biết là với cái vấn đề của Tổng thống Pháp thì người ta đã biết rồi. Nhiều lúc gà trống, nhiều lúc gà mái thì hên xui. Nên là người ta phải chờ phía bên Hoa Kỳ. Và cuối cùng Mỹ phải lên tiếng. Mỹ phải lên tiếng trấn an. Mà Mỹ lên tiếng còn chưa hài lòng nữa. Phải lên tiếng tập thể với 4 quốc gia chính. Mỹ, Anh Quốc, Tây Ban Nha, Italy
Đức, năm quốc gia đã lên tiếng tập thể chung và trấn an cả toàn cầu rằng cái vấn đề đó hiện bây giờ chưa có. Họ nói khẳng định là chưa có. Tương lai có hay không thì không biết, nhưng mà hiện bây giờ là vấn đề đó là không phải là cái vấn đề, chưa có vấn đề đó. Một cái chuyện nhỏ thôi thôi. Cái nhiều chuyện là nguyên nhân gì đó. Nguyên là báo chí nó viết, nguyên nó sợ nhất là gì đó. Báo nó câu view, truyền hình nó cũng câu view. Nó chỉ cần thêm một chút xíu mắm, một chút muối. Đặc biệt là ông Slovaki, ông nói cái gì? Báo chí Slovaki nó viết cái gì? Nó viết rằng là có nhiều quốc gia ý định gửi binh sĩ đến Ukraine. Là do ông Slovaki. Khởi sự cái sóng gió nó bắt đầu là do cái nhiều chuyện của ông Slovaki các người. Nha, báo chí nó cũng nguy hiểm các người. Nó chỉ thêm một chút xíu đề tài vô thôi, nó bỏ vài chữ rồi nó nhấn mạnh vài chữ thôi là cái câu chuyện nó hoàn toàn khác hết. Nên là khi phát biểu của Tổng thống Mỹ và nhiều nguyên thủ quốc gia phát biểu chung thì nó đã làm trấn an dư luận, và tất nhiên là Nga cũng vui. Vì Nga cũng rất là lo. Vì nếu mà cái cuộc giao tranh này á, mà Mỹ tham gia đó thì cuộc nó rất là phức tạp. Thì Nga không còn cái cửa nào để mà thắng. Nó thực tế mà Mỹ mà vào cuộc thì Nga có cửa nào mà Nga thắng. Đánh với Ukraine thì chày da chóc dãy. 400.000 binh sĩ đã tử vong, không biết bao nhiêu thiết bị quân sự. 1/3 thiết bị quân sự của Nga đã tiêu hủy trên chiến trường. Mà bây giờ có thêm một cái cường đại quốc mà tham chiến nữa thì Nga lấy đâu mà quýnh. Nói chung chung là Nga lấy đâu mà quýnh, kinh phí đâu mà quýnh, lực lượng quân đội lấy đâu mà quýnh. Khi lúc đó Mỹ là cái lực lượng mà kêu là lực lượng bộ binh hay là không quân là áp đảo Nga hoàn toàn. Áp đảo Nga hoàn toàn. Đó là bản tin mà đang làm chấn động cả địa cầu. Nguyên phải nói là một bản tin nó làm chấn động cả địa cầu. Lâu lâu Tổng Pháp Nguyên cũng làm tạo ra nhiều cái xì con lan đó. Đó. Lâu lâu hình như Tổng thống Pháp Nguyên ít có ai để ý, không có gì nó lâu, ổng cũng làm tạo xì con lan. Nhưng không đơn giản ở đó đâu nha. Chiều ngày hôm qua, ổng triệu hội quốc hội. Tổng thống Pháp Nguyên ổng làm dữ lắm. Ông nói bây giờ quốc hội chúng ta chuẩn bị mở ra một cái buổi họp để chúng ta nghiên cứu vấn đề an ninh của Ukraine trong những ngày kế tiếp. Ghê lắm. Ông làm dữ dội lắm. Lần đầu tiên mà Nguyên thấy Tổng thống Pháp của Nguyên bận tâm đến cái tình trạng của Ukraine như vậy. Tất nhiên là Nguyên hiểu là cái bối cảnh của Ukraine bây giờ đang gặp khó. Chúng ta đều biết mà Nguyên có cập nhật cho các quý vị đó là cái sườn miền đông bây giờ Ukraine đang gặp khó. Nhưng mà cái cách mà Tổng thống Pháp Nguyên đang làm đó giống như là giữa Pháp và Ukraine nó sẽ có những cái liên minh gì đáng sợ lắm. Thì ổng đang triệu hội quốc hội để mà bàn thảo về cái an ninh của Ukraine. Thì ngày hôm nay quốc hội của Pháp đang thảo luận về cái đề tài này. Thì đây cũng là một cái lần đầu tiên mà Nguyên thấy Tổng thống Pháp Nguyên vô cùng tích cực. Và ổng đã làm nhiều thứ việc mà Nguyên không ngờ tới. Nguyên không ngờ tới các quý vị. Và ổng cũng có giải thích bữa ngày hôm nay để mà giải thích rõ cái lời phát biểu của mình, khi lúc đó có rất là nhiều người đã hiểu nhầm hay là ngộ nhận lời phát biểu của ổng. Thì ổng cũng trấn an là tôi phát biểu không có gì sai hết. Cái điều mà chúng ta phải đưa ra tất cả những kịch bản mà chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, và chúng ta đã quyết chí là không để cho Nga thắng cuộc chiến tranh này, thì những chuyện nó xảy ra thì thế nào nó cũng có xảy ra nếu mà đến cái giai đoạn tồi tệ. Chỉ là những cái điều mà tôi nói lên thì tôi khẳng định nó không có cái gì sai trái cả. Đây là lời phát biểu cuối cùng của ngày hôm nay mà Tổng thống Pháp phải giải thích trên đài vì có nhiều người không hiểu. Đó là bản tin mà Nguyên thấy khá là hấp dẫn, ly kỳ của chú và anh chị em. Và bây giờ chúng ta đi qua một cái sự kiện khác nổi bật mà nó thực tế với các quý vị là tin tức bây giờ nhiều khi Nguyên đọc tin tức viết mà Nguyên cũng không hiểu luôn. Những cái tin rò rỉ, tin bí mật rồi đó. Thì bữa nay thì cái tờ báo là Finanstamp á, họ mới đưa ra một cái bản tin. Họ nói là một cái hồ sơ mật của Nga đã bị tiết lộ ra bên ngoài. Trong cái hồ sơ mật này nó đã viết ra những chi tiết cụ thể Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tầm ngắn. Thì các quý vị cũng biết là sôi động với lời phát biểu của NATO và Nga sẽ bước vào cuộc chiến. Thì ngay lập tức ngày hôm nay thì tờ báo Finanstamp nó đã đưa ra, gieo lên một sợ hãi mới nữa. Đó là Nga sẽ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân tầm ngắn. Tactic là cái loại tầm ngắn đó. Mà tấn công thì chúng ta đều biết là tấn công ở đâu? Thì tấn công vào Ukraine chứ đâu. Và kêu là một cái hồ sơ mật của Nga đã bị rò rỉ ra bên ngoài.
Thì cái điều này nó có thể nói là nhiều khi tờ báo á, nó muốn tạo ra một cái sự chú ý, và nhiều khi nó đưa những cái bản tin ở trong một cái giai đoạn mà dư luận đang xôn xao rồi thêm một cái vấn đề mà thiêu vũ khí hạt nhân nữa, nó đã gieo lên một cái sự lo lắng rất là nhiều cho dư luận xã hội của chúng ta. Nhưng mà Nguyên thì không tin những cái tờ báo như vậy đâu. Nó thật tế các bạn là tờ báo Finanstime là cũng là tờ báo nổi tiếng. Nhưng mà những cái bản tin mà kêu là rò rỉ, những cái bản tin đó thì Nguyên không bao giờ đặt quá niềm tin trong những cái bản tin đó. Bởi vì thực tế thì những bản tin như vậy nó thiếu cái phần trung thực và kiểm chứng. Ai rò rỉ ra bên ngoài, ai là người đưa tin, chúng ta chẳng bao giờ biết. Và những bản tin đó có người chứng nhân xác thực hay không, chúng ta cũng chẳng biết, cô chú và anh chị em. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của tờ báo Finanstime ngày hôm nay nó chia sẻ. Và bây giờ cho Nguyên chia sẻ những bản tin vui nhé. Chúng ta đi vào những bản tin vui, sau đó chúng ta sẽ đi vào những bản tin giật gân khác dành cho tất cả cô chú và anh chị em. Bản tin vui đầu tiên đó là bữa nay là Tổng thống Armenia lần đầu tiên ông ta ghé thăm thủ đô Kiev và gặp trực tiếp Tổng thống Zelensky. Lý do mà ông Tổng thống Armenia mà ông ghé Ukraine đó là bởi vì ông ta sẽ ký hợp đồng quân sự với Ukraine. Thì các quý vị cũng biết bây giờ đâu phải là một quốc gia ký hợp đồng quân sự hay là liên minh quân sự. Hiện bây giờ 5-6 quốc gia đã liên minh với Ukraine vì vấn đề này và vấn đề khác. Và đặc biệt hơn nữa là Armenia là một cái quốc gia từ đó tới giờ ít có lên tiếng trong cái cuộc chiến tranh này. Và Armenia hình như là im lặng, không đứng về phía bên nào. Thì ngày hôm nay lần đầu tiên Tổng thống Armenia cũng đã đến cô chú anh chị em Ukraine và đã ký hợp đồng quân sự. Thì cái điều này nó cực kỳ là tốt cho Ukraine. Khi người ta nói hợp đồng quân sự là gì, trong đó nó có gồm nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề buôn bán vũ khí, trao đổi tình báo, chia sẻ thông tin, nó có nhiều vấn đề, gọi đào tạo huấn luyện, có thể nói là có rất là nhiều vấn đề mà Ukraine họ cần. Và cái Ukraine cần nhất là gì? Đó là những cái liên minh quân sự và cái nguồn cung cấp vũ khí nó không bao giờ thiếu trong cái bối cảnh chiến tranh. Thêm một cái quốc gia tham gia nữa, đặc biệt là Armenia, thì trong là những cái quốc gia còn có những cái vũ khí Liên Xô cũ, nó cũng khá là cần thiết cho Ukraine trong cái giai đoạn này. Nên là cái điều đó là chúng ta đã thấy rõ được là cái bước tiến đi từ lúc mà cái G7 họ đã có quyết định ký liên minh quân sự, mà cái quốc gia đầu tiên cho Nguyên nhắc là Anh Quốc. Sau đó thì chúng ta đã thấy được là Pháp, Đức, rồi Đan Mạch, rồi Italy, Canada, rồi Armenia và có còn nhiều quốc gia khác nữa. Hàng loạt quốc gia khác sẽ tiếp tục ký liên minh quân sự với Ukraine. Và cái điều đó là một cái điều tốt, khi lúc đó chúng ta đều biết là cái tình trạng vũ khí của Ukraine nó đang khó khăn và cái công nghệ sản xuất của châu Âu đang chậm trễ. Hiện bây giờ cái số lượng vũ khí của châu Âu mà cam kết cho Ukraine 1 triệu đạn dược đó, họ mới gửi có 50% thôi. Có nghĩa là họ trễ một năm. Nên đây là cũng những cái biện pháp mà có thể tìm những biện pháp thay thế khác để mà hỗ trợ cho Ukraine trong cái giai đoạn khó. Và đây thêm một cái quốc gia ký liên minh quân sự. Và Nguyên tin rằng là không bao lâu nữa chúng ta sẽ có những quốc gia khác, thí dụ giống như là Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và nhiều quốc gia khác, nó sẽ tiếp tục sẽ có những cái hành động tương tự như vậy. Tất nhiên là mỗi cái hợp đồng liên minh quân sự nó đều khác nhau cả. Mỗi quốc gia đều có những cái liên minh khác nhau và có những cái hợp đồng riêng biệt với nhau. Nó không giống cái hợp đồng của Anh Quốc và của Pháp đâu, nó sẽ khác. Vì mỗi quốc gia nó đều có kinh phí và khả năng bảo vệ khác nhau các quý vị. Đó là bản tin vui. Bản tin vui thứ hai dành cho Ukraine. Sau khi cái đề nghị của Tổng thống Pháp tập thể chung trong cái buổi họp tại Paris, đó là liên minh mua đạn dược đến ngoài liên minh châu Âu. Thì các quý vị cũng biết á, cái vấn đề của châu Âu hiện bây giờ đó là trong một thời gian quá dài, mấy chục năm không chuẩn bị cho cuộc chiến. Sau năm 1945, đệ nhị thế chiến kết thúc, thì cả toàn châu Âu thì họ nghĩ là hòa bình sẽ là mãi mãi. Và những cái hãng xưởng chế tạo vũ khí cái thời đệ nhị thế chiến thì đóng hết. Vì họ cho là hòa bình rồi. Chế tạo vũ khí để làm cái gì? Tốn kém rất là nhiều. Thì người ta làm để làm cái gì?
Nếu là người ta không chế tạo đạn dược gì hết, người ta bởi vì người ta thấy là vì chế tạo đạn dược á, nó không tạo ra cái nguồn kinh phí quay trở lại. Nguyên nói rồi, chế tạo đạn dược á, là một cái sự dục tiền qua cửa sổ. Đặc biệt là giai đoạn mà không có chiến tranh nữa. Khi có chiến tranh thì nó cũng dục tiền qua cửa sổ thôi. Có nghĩa là chúng ta đi mua vật liệu, chúng ta mướn công nhân, chúng ta mua máy móc, chúng ta sản xuất ra đạn dược. Rồi đúng ra cái đạn dược này chúng ta phải đi bán, chúng ta kiếm cái nguồn tiền quay trở lại. Cái này không, chúng ta thả cái bình mất hết. Nên là châu Âu đã sau đệ nhị thế chiến thì họ nghĩ là hòa bình mãi mãi, nên là hãng xưởng họ đóng hết. Bây giờ với cái tình trạng hiện nay, với cái thế giới căng thẳng, thì họ mở lại những cái hãng xưởng đã đóng, hay là họ xây những hãng xưởng mới, nó phải mất rất là nhiều thời gian. Nó phải mất rất là nhiều thời gian, 6 tháng, 1 năm, nhiều khi cả 2 năm. Và cái điều đó, nó đặc biệt hơn nữa, đó là công nhân làm việc. Cái số lượng công nhân làm việc nó rất là quan trọng. Cái gì cũng phải có tay nghề. Mà bây giờ những cái ngành đó thì đâu có ai học nữa. Các quý vị cứ biết là mỗi ngành đều nó có sự phát triển theo cái sự nhu cầu của xã hội. Bây giờ đất nước không có chiến tranh, mấy cái ngành mà kêu là nghiên cứu vũ khí, cái ngành chế tạo vũ khí đâu có ai học đâu. Đâu có ai học mấy cái ngành đó bao giờ. Đất nước không có chiến tranh, ai đi học. Nên là bây giờ còn phải đào tạo, huấn luyện. Cái thời gian mà đào tạo, huấn luyện công nhân mà kêu là đẳng cấp, nó mất rất là nhiều thời gian. Nên cái điều đó hiện bây giờ thì người ta đang phải thay đổi với cái tình hình thế giới căng thẳng, và đang thúc đẩy những cái trường lớp mở ra để đào tạo những nghề nghiệp đặc biệt trong cái bối cảnh mà phải chế tạo vũ khí khẩn cấp. Và cái giai đoạn đó nó mất rất là nhiều thời gian, nó không phải là 1 năm, 2 năm được, nó mất rất là nhiều thời gian. Nên là bây giờ thì người ta phải tìm những biện pháp khác, đó là mua vũ khí của những quốc gia có dư, nó nằm ngoài Liên minh châu Âu. Thì từ đó tới giờ người ta không đồng ý cái điều đó, vì lý do đơn giản là tiền ở châu Âu nó phải nằm ở châu Âu, nó đơn giản là như vậy. Họ muốn là ok, chúng ta xài tiền, nhưng cái số tiền đó nó phải nằm ở trong cái liên minh của chúng ta, để cái nền kinh tế nó xây đều. Nhưng với cái bối cảnh đặc biệt, cái kho vũ khí của phòng thủ của quốc gia nó trống không, nên là họ bắt buộc. Nên là cái đề nghị của Tổng thống Pháp, nó đã được sự khoản hiện bây giờ được 15 quốc gia đã đồng thuận, đã đồng ý chi tiền chung. Thứ nhất là mua vũ khí cho Ukraine, hay là mua vũ khí để bảo vệ quốc phòng của mình chung tập thể. Đây cũng thấy bắt đầu có một cái dấu hiệu là Liên minh châu Âu đã biến dạng dần. Và Liên minh châu Âu nó không còn là một cái liên minh kinh tế, mà dần dần nó đang bước thành cái liên minh quân sự. Bắt đầu là có cái suy nghĩ là tạo ra cái kho vũ khí chung, để mà củng cố cái bảo vệ tập thể. Thì đây là một cái bước đi của Tổng thống Pháp. Nó không phải chỉ giúp đỡ Ukraine không, mà nó giúp đỡ Liên minh châu Âu ứng phó những cái kịch bản nếu có chiến tranh lớn xảy ra. Nhưng mà nó chưa có thỏa thuận, mới chỉ có 15 quốc gia thôi. Nó chưa phải là 27 quốc gia. Nên là nó chưa có được thông qua đâu. Nó mới có 15 quốc gia nhất trí cái quan điểm này thôi. Tất nhiên là nếu 15 quốc gia này muốn chi tiền cá nhân cho Ukraine, nó là một chuyện khác. Là một chuyện khác các quý vị. Mà không lấy cái quỹ của châu Âu, đó là một chuyện khác. Nhưng mà nếu mà lấy cái quỹ châu Âu, nó phải thông qua 27 quốc gia mới được. Hiện bây giờ mới có 15 quốc gia đồng ý. Đó là một bản tin cũng khá là vui vui nho nhỏ cho Ukraine, để chúng ta biết là có bắt đầu có rất là nhiều quốc gia đã có cái quan điểm là mua vũ khí đến từ những quốc gia khác để yểm trợ cho Ukraine. Và bây giờ cho Nguyên chia sẻ cô chú anh chị một bản tin khoe mẽ của Nga. Khoe mẽ thì các quý vị cũng biết là Nga thì từ đó tới giờ Nga thì đẻ trong kho đạn, nổ rất là nhiều. Chúng ta nghe rất là nhiều về vũ khí của Nga. K-52 của Nga là bất bại, xe tăng M-90 của Nga là bất bại, Su-35 của Nga là bất bại, hỏa tiễn của Nga là bất bại, không có cái gì bại hết. Nga lúc nào cái gì mà vũ khí của Nga là lúc nào cũng bất bại, hay là cầu bại không? Đập cô cầu bại không? Nên là chúng ta nghe rất là nhiều về vũ khí của Nga, đặc biệt là trong những ngày đầu cuộc chiến. Chúng ta nghe Nga nổ rất là nhiều, cái là nổ banh tà lòng luôn. Miền Tây thì kêu là cái câu là nổ banh tà lòng đó các bạn. Nổ dữ lắm.
Nhưng 2 năm vừa qua thì chúng ta đã thấy rõ được cái khả năng thực tế, những cái vũ khí của Nga đã thổi phồng với cái công nghệ, với cái khả năng thực tế chiến trường như thế nào. Thì người ta đã thấy rõ được cái tác chiến chiến trường và những cái vũ khí nó có thể tác dụng hay không. Thì Nguyên nghĩ là bây giờ ai cũng đã thấy rồi. Đặc biệt là chắc quý vị biết là cái loại vũ khí mà không thể nào thiếu được trên chiến trường đó là hệ thống phòng không. Thực tế bây giờ mà cái quốc gia nào không có hệ thống phòng không là quốc gia đó thua chắc. Bây giờ cái quốc gia nào mà không có hệ thống phòng không là cái quốc gia đó thua chắc. Có thể đó là cái vũ khí trước khi đánh kẻ địch là phải phòng thủ. Mà cái vũ khí hệ thống phòng không là cái phòng thủ. Hiện bây giờ cái quốc gia nào mà Nguyên nói không có hệ thống phòng không thì cái quốc gia đó không thể nào thắng chiến tranh được với cái công nghệ ngày hôm nay. Thì chúng ta biết hai loại hệ thống phòng không của Nga mà đang sử dụng trên chiến trường mà chúng ta đã thấy qua được cái thành quả của họ đó là S-300 và S-400. S-300 thì chúng ta biết là đó là loại vũ khí nó đã khá cũ rồi, mà nguyên mạng phép kêu loại vũ khí này nó trọng hành thôi. Tại vì nó đổ đất vô, bỏ hành vô trồng thôi chứ bắn cái gì nữa. Sử dụng cái gì, nó không có tác dụng nữa. Cái đó nó không có ngăn chặn được cái gì, phần lớn nó ngăn chặn không được bao nhiêu hết. S-400 thì còn trung bình đỡ, S-400 thì còn trung bình đỡ. Nhưng mà S-300 của Nga thì hoàn toàn nó không còn có thể nó là phù hợp với tình hình cụ thể trên chiến trường. Nó hoàn toàn không phù hợp cụ thể trên chiến trường nữa. Gần đây nhất thì Nga đã khoe mẽ ra một cái loại mới đó là S-500. Mỗi đời thì Nga cộng thêm 100. Đầu tiên là 200, 300, 400, bây giờ lên 500. Bây giờ Nga đang khoe mẽ và chuẩn bị sản xuất hàng loạt về vũ khí S-500 của mình đời mới để mà bảo vệ lãnh thổ của đất nước. Và Nga khoe mẽ là bất cứ quả tiễn nào S-500 cũng ngăn chặn được hết. Dù là quả tiễn siêu thanh siêu gì không biết của bất cứ kẻ địch của phương Tây, quả tiễn nào của phương Tây thì S-500 của Nga cũng sẽ ngăn chặn được hết luôn. Ghê. Thì đây là cái sự mà kia là khoe mẽ của Nga. Thì lâu lâu mới ẩm nổ thì mình nghe thôi, chứ bây giờ tin thì không thể nào tin được rồi. Không thể nào Nguyên đặt cái niềm tin về vũ khí của Nga được. Bây giờ nhìn thấy chiến trường 2 năm vừa qua thì Nguyên nghĩ là đã đủ khả năng, đủ dài. Và những cái con số, những cái thiết bị vũ khí của Nga nó đã rơi trên chiến trường hay là nó bị hư hao trên chiến trường, nó đã đủ để chúng ta đánh giá chất lượng của nó rồi. Và bây giờ thì vũ khí mới có ga lò đi nữa mà kêu Nguyên tin là S-500 nó sẽ là vũ khí là độc cô cầu bại thì nó khó lắm, khó tin lắm. Nên là Nguyên nghe thì Nguyên chia sẻ với các quý vị, bữa nay thì khoe mẽ dữ lắm thì Nguyên chia sẻ với các quý vị cho nó vui vậy thôi. Cho nó vui vậy thôi, chứ thực tế thì Nguyên không có thể nào có một cái niềm tin nào về cái vấn đề mà S-500 nó là sẽ là một cái vũ khí đáng để cho chúng ta phải nghiêm ngẫn và lo ngại cả. Đó là vấn đề S-500 của Nga mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn. Và bây giờ thì một bản tin mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị đó là cái sự việc liên quan đến bà vợ của ông Navalny. Cho Nguyên nhắc sơ sơ, Navalny là một nhà chính trị gia đối lập với Putin, đã bị ám sát trong tù cách đây không lâu, và cái xác mới vừa gửi lại cho gia đình, và ngày hôm nay sẽ liệm ông ta, ngày hôm nay là sẽ đưa ông ta đi về, mình kêu là về cõi trên, không còn ở trần gian nữa. Thì sau cái chết của ông Navalny á, thì vợ con của ông ta vẫn tiếp tục nối bước cái đường lối chính trị, nghĩa là Navalny không còn nhưng lý tưởng Navalny nó vẫn còn, ngọn lửa đấu tranh của Navalny nó vẫn còn tồn tại, và cái người đang nối bước theo sau đó là gia đình của Navalny, đặc biệt là vợ và con gái. Cách đây không lâu thì bà vợ của Navalny được mời ở tại rất là nhiều nơi, ở tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác. Trong cái bài phát biểu của bà vợ của ông Navalny đó, bà ta nói cái câu rất là làm cho bữa nay báo chí nó đưa rất là nhiều. Cái câu nói là Putin là trùm một tổ chức sát nhân. Đây là cái lời phát biểu của vợ của ông Navalny. Putin là trùm một tổ chức sát nhân.
Thì các vị cũng biết tại đất nước Nga mà, những cái lời phát biểu mà nhắm vào lãnh tụ tối cao thì nó dễ xảy ra những cái sự việc mà bị bắt và tù đài lắm. Cũng giống như Việt Nam chúng ta vậy đó. Bây giờ mà nếu mà nêu lên tên mà mấy bác lớn là thế nào cũng đi vô gỡ lịch thôi. Thì Nguyên không biết đang ở trong một cái giai đoạn mà Nguyên kêu là buồn, rồi tức giận, phẫn nộ. Nhưng mà những cái lời phát biểu như vậy, khi bà ta đi qua nước ngoài, nhưng mà khi bà ta trở về đất nước Nga thì Nguyên nghĩ là bà ta sẽ gặp rất là nhiều khó. Nên hiện bây giờ người ta rất là lo cho gia đình, đặc biệt là bà vợ của ông Navalny. Khi trong cái giai đoạn mà chồng mất thì cái sự phẫn nộ, cái sự tức giận, bà ta dùng nhiều ngôn từ. Rồi bà ta còn kêu gọi hàng triệu người dân Nga xuống đường để mà lật đổ chính phủ Nga. Những cái lời phát biểu như vậy thì thế nào Nga cũng sẽ chụp mũ với cái tội danh là thúc đẩy để phản động và để lật đổ đất nước. Và Nguyên sợ là bà ta sẽ nối bước theo cái bước đi của chồng của mình, là sẽ đi vào trong khám. Cái điều đó thì Nguyên đã nói rồi, là nếu bà ta ở nước ngoài luôn á thì bà ta nói cái gì cũng được. Nhưng mà bà ta vẫn còn ở Nga, cái nơi mà một cái quốc gia nó không còn cái tự do ngôn luận và nó không cho cái tiếng nói đối lập, và tất cả những cái tiếng nói mà chỉ trích nhắm vào tổng thống, lãnh tụ của họ là tất nhiên là họ phải bắt vào tù thôi. Nên là Nguyên rất là lo với cái lời, những cái lời phát ngôn của gia đình của Navalny. Tuy rằng mình biết là cái cách nói của họ để chứng minh rằng là chồng của họ, ông Navalny không còn, nhưng cái ngọn lửa đấu tranh nó vẫn còn. Và họ sẽ sẵn sàng hy sinh cho cái lý tưởng đó. Khi còn sống á, chúng ta mới có giá trị, chúng ta mới làm được nhiều thứ. Nên là sao Nguyên nhớ cái câu thơ qua là trước kẻ thù ta không được hèn ngu, muốn thắng kẻ thù ta phải sống ngàn thu. Nếu chúng ta không sống, chúng ta không làm được cái việc gì đó thì cái ngọn lửa chúng ta ngày qua ngày, tháng qua ngày tháng thì nó sẽ nguội dần. Nên là cái bản tin ngày hôm nay liên quan đến gia đình của Navalny thật là e ngại và đang lo lắng. Đó là bản tin nho nhỏ liên quan đến phía gia đình của Navalny. Và bây giờ chúng Nguyên bước sang qua một bản tin liên quan đến cái gói trợ cấp của Hoa Kỳ. Phải cùng một chút xíu giải thích cho các quý vị hiểu được là cái gói trợ cấp của Hoa Kỳ và cái ông tham mưu trưởng đã đưa ra hai kế hoạch và gửi thông điệp cho Hoa Kỳ như thế nào. Ngày hôm qua thì cũng tội nghiệp Tổng thống Joe là phải gặp Thượng viện rồi Hạ viện chung ở tại Tòa Bạch Ốc. Và đã mời ông Chủ tịch Thượng viện rồi Chủ tịch Hạ viện để mà nói chuyện. Đặc biệt là vấn đề giải quyết cái gói trợ cấp 90 tỷ liên quan đến Ukraine, liên quan đến Do Thái và liên quan đến Đài Loan. Thì trên Thượng viện thì chúng ta đều biết thì họ đã đồng ý rồi. Trên Thượng viện thì không có cái gì mà phản bác cả. Ở trên Thượng viện thì đồng ý rồi, chỉ có là Hạ viện thôi. Thì ông Mike Johnson đó, ổng không phải là phản bác mà ổng nói là tôi thấy chúng ta nên ưu tiên hàng đầu cho vấn đề ở Mỹ trước đã. Đặc biệt là vấn đề mà người Mỹ đang bận tâm nhất là vấn đề biên giới. Và tôi không muốn cái vấn đề mà để chung cái gói trợ giúp cho vấn đề biên giới với Ukraine, chúng ta hãy nên phân tích nó rõ hơn. Thì các quý vị cũng biết á, là đảng, kêu là đảng Cộng Hòa đó, họ đang muốn giải quyết vấn đề biên giới. Nếu mà họ giải quyết được vấn đề biên giới đó thì họ sẽ lấy rất được nhiều lá phiếu của cử tri đang bận tâm vấn đề. Đảng Cộng Hòa thì không muốn điều đó. Đảng Cộng Hòa thì đang chú tâm đến những cử tri mà di dân, những người di dân. Vì muốn bảo vệ cho người di dân, sẽ có người di dân bỏ phiếu cho họ. Nên là hai bên đang đánh cược với lá phiếu của cử tri. Nói chung chung là Đảng Cộng Hòa đang tìm đủ thứ biện pháp để tạo ra những thành tích ở tại vấn đề biên giới, để lấy lá phiếu cử tri, những người cử tri bận tâm vấn đề biên giới. Nếu mà Đảng Cộng Hòa nói mà làm không được, tôi có đâu bỏ phiếu cho ông. Ông nói thôi, ông có làm đâu. Chừng nào ông làm thành công giải quyết vấn đề biên giới, tôi bỏ phiếu cho ông. Còn Đảng Dân Chủ thì đánh là cái gì? Đánh những người di dân, những cái người qua Mỹ cách đây không lâu mới có được quốc tịch, gia đình còn muốn định cư đoàn tụ, gia đình còn muốn. Đảng Dân Chủ muốn đánh về vấn đề. Mà nếu đóng biên giới làm khó khăn vấn đề di cư thì những người này sẽ không bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ nữa.
Nên là hai bên bởi vì lợi ích đảng phái trong cái bỏ phiếu năm 2024, Trung Nguyên nói, hai bên không bên nào nhường nhịn bên nào hết. Cái vấn đề của Ukraine là cái vấn đề dễ giải quyết, chứ không phải là khó giải quyết. Vấn đề 60 tỷ của Ukraine nó dễ giải quyết như cơm bữa. Nhưng cái khó là gì? Là hai ông, không ông nào nhượng bên nào để tìm cái lợi nhuận hay là tìm lá phiếu cử tri năm 2024 hết. Vì ông nào cũng muốn bên mình là cái đường lối chính trị của mình đạt được hiệu quả. Nếu đảng Dân Chủ nhượng bộ, cái là Tổng thống Joe nhượng bộ cho đảng Cộng Hòa, giải quyết im xuôi vấn đề biên giới giống như đảng Cộng Hòa mong đợi, đảng Cộng Hòa sẽ chấp thuận cái gói trợ cấp cho Ukraine. Nhưng ngược lại, Tổng thống Joe sẽ mất đi cái sự ủng hộ lá phiếu của những người di dân mới được quốc tịch cách đây không lâu, đặc biệt là vài năm gần đây. Những người mà biên giới đó sẽ mất rất là nhiều lá phiếu của những người đó. Tổng thống Joe lại không đồng ý vì mất cái cơ hội làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa. Cái đây là cái mấu chốt. Cái mấu chốt giải quyết đảng Cộng Hòa thì lợi dụng thời cơ khi Tổng thống Joe muốn đạt được một cái thành quả. Nên là cứ kèo này và cứ kèo này, và ép Tổng thống Joe phải thỏa thuận vấn đề biên giới cho bằng được. Nhưng mà cái kèo này của họ nó làm cho Ukraine phải đau đớn các quý vị. Tại vì cái hai bên đang tìm một cái lợi cho đảng của mình. Bên nào cũng đang tìm một cái lợi cho đảng của mình hết. Thực tế Tổng thống Joe không phải là mặn mà yêu thương về Ukraine mà cứ thúc đẩy gì đâu. Quý nói thẳng một câu, không phải là mình đó. Cái lý do mà Tổng thống Joe muốn đạt được cái gói trợ cấp cho Ukraine là sẽ tìm rất là nhiều những cử tri yểm trợ cho Ukraine. Những người mà họ có cái tư tưởng là muốn giúp đỡ Ukraine, họ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Joe. Nên là cái điều đó Quyên nói là bởi vì hiện bây giờ hai bên ai cũng đang lợi dụng cái vấn đề nhạy cảm chiến tranh Ukraine để tạo ra, kiếm được những cái lá phiếu cử tri đang có những cái tư tưởng đó. Nó khổ lắm. Nên là hiện bây giờ ông Mike Johnson sau cái buổi họp đó, ông nói ưu tiên cho Mỹ trước đi, rồi muốn cái gì cũng được. Có nghĩa là bây giờ Tổng thống Joe, ông muốn vấn đề Ukraine không sao hết, nhưng cái vấn đề biên giới của tôi, ông phải giải quyết. Thí dụ là trục xuất những cái người không có giấy tờ bất hợp pháp ra khỏi đất nước, biên giới đóng hoàn toàn hết, không có con ruồi con muỗi nào đi qua hết. Thí dụ là như vậy đó, thì tôi sẽ giải quyết cái vấn đề của Ukraine nếu ông muốn như vậy. Nhưng mà Tổng thống Joe thì làm sao chấp nhận cái điều đó được? Vì nếu chấp nhận cái điều đó thì mất bao nhiêu lá phiếu của cử tri? Sẽ biết bao nhiêu đảng phái ủng hộ cái vấn đề mà di dân họ sẽ đối lập với Tổng thống Joe. Nên là khổ lắm các quý vị, nên là Ukraine khổ lắm. Nên ngày hôm nay ông tham mưu trưởng của Ukraine, ông đã gửi hai cái kế hoạch cho Hoa Kỳ. Trong cái bài phát biểu của ông nói rằng nếu chúng tôi được cái sự giúp đỡ đến từ Hoa Kỳ thì chúng tôi đủ kinh phí, đủ đạn dược, đủ vũ khí để chúng tôi phản công và lấy lãnh thổ mà trong tay của Nga, và chúng tôi sẽ tìm biện pháp chấm dứt cuộc chiến càng sớm càng tốt. Còn nếu chúng tôi không có được cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ thì chúng tôi không đủ kinh phí, và cái điều chúng tôi có thể làm đó là phòng thủ, thì cuộc chiến tranh này không biết chừng nào nó sẽ là chấm dứt. Đây là lời phát biểu của ông tham mưu trưởng của Ukraine đã gửi thông điệp đến cho phía bên Hoa Kỳ để cho phía bên Hoa Kỳ xem xét cái tình trạng cụ thể về cái vấn đề giúp đỡ Ukraine. Trong cái chính trị đó, đặc biệt là chính trị phương Tây đó, là chính trị lợi ích. Được, các quý vị đừng có quá tôn thờ lý tưởng. Họ bận tâm lợi ích đảng phái họ nhiều hơn là lý tưởng tập thể. Họ bảo vệ cái lý tưởng đảng phái của mình nhiều hơn cái lợi ích của đảng phái. Họ đang tranh đua với nhau với cái lợi ích ai làm tổng thống hơn, là thế giới chuyện gì xảy ra. Và đó là con người chúng ta thường xuyên là như vậy. Nó phải là xấu hay tốt? Nó không có xấu, không có tốt. Mình nói là đừng có đánh giá một cái vấn đề chính trị nó xấu hay là nó tốt. Nó phải phù hợp với cái vùng đất đó và người dân đó họ quyết định như thế nào. Nên là chúng ta phải chờ xem coi cử tri của Mỹ họ sẽ đánh giá như thế nào với cái tình hình cụ thể, và bao nhiêu người Mỹ họ ủng hộ cái đường lối của đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của Hoa Kỳ về cái gói trợ cấp cho Ukraine. Cô chú anh chị em ha. Nó có một vấn đề khác nhưng mà không phải trong chủ đề này. Trong cái chủ đề này chúng ta chỉ nói về liên quan đến Ukraine thôi.
Nên là Nguyên chỉ dành những cái bản tin nó đặc biệt là liên quan đến Uy Khanh. Đó là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ với cái gói trợ cấp. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em bản tin của ngoại giao của Trung Quốc sẽ ghé qua nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Nga, Uy Khanh và Trung Quốc. Sắp sửa tới đây thì phía bên đại diện của Trung Quốc sẽ gánh vác cái vai trò làm màu cho nó có. Mình phải dùng một câu chính xác, làm màu cho nó có, là gánh vác một cái vai trò hòa bình. Đó. Nên là đầu tiên họ sẽ ghé qua bên Nga, phái đoàn của Trung Quốc sẽ ghé qua bên Nga. Sau bên Nga xong thì họ sẽ ghé qua bên Uy Khanh. Và cuối cùng họ sẽ quay trở lại Liên minh châu Âu, là tại thành phố Brussels ở Bỉ, để mà kết luận cái chuyến đi của họ để tìm một biện pháp hòa bình. Thì cái lý do mà Trung Quốc làm như vậy á, là bởi vì có rất là nhiều người đã thúc đẩy, vì cho rằng là Trung Quốc là một cái quốc gia lớn, nó không phải là một cái quốc gia nhỏ. Anh đang đứng cái vị trí thứ hai trên thế giới, và anh nằm trong cái Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc, và anh có cái vai trò phải gánh vác một phần vấn đề của khủng hoảng của thế giới. Anh đứng ngoài cuộc chơi quá lâu rồi, và anh ở đó anh hưởng lợi, anh phải có một cái hành động nào đó. Thì bởi vì cái thúc đẩy của thế giới và áp lực của thế giới đã làm cho Trung Quốc bắt buộc phải can thiệp vào. Và Trung Quốc đã từng làm nhưng nó không có thành quả gì cả. Và đợt này thì Trung Quốc làm thêm một lần nữa. Và Trung Quốc đầu tiên nhất là đi qua đến Nga, là gặp chính phủ của Putin của làm việc. Sau đó qua bên Uy Khanh để làm việc. Và cuối cùng là đến châu Âu để bàn thảo chung. Cái buổi họp hòa bình này sắp tới sẽ có thể mời Nga. Theo cái bản tin rò rỉ là sẽ có mời Nga. Đã có rất là nhiều buổi họp liên quan đến hòa bình của Uy Khanh, nhưng Nga lúc nào cũng bị loại trừ. Thì đợt này đã có những cái sự thỏa thuận nhẹ là sẽ mời Nga, Nga được danh dự được mời đợt này. Và sẽ có Trung Quốc sẽ là người làm chứng. Nguyên cũng chưa biết là cái vấn đề nó sẽ diễn biến như thế nào trong những ngày kế tiếp. Nhưng mà Nguyên nói rồi, tin ai mà tin ông Trung Quốc thì thôi rồi, trời ơi. Nguyên nói mấy ông châu Âu này hoài, cái đầu óc nó không có thông với Trung Quốc. Nguyên nói thật với các quý vị đó, mấy ông châu Âu này nó thực tế mãi mãi sẽ không bị Trung Quốc nó xỏ mũi. Nguyên nói thẳng luôn, Mỹ cũng đã bị xỏ mũi, bây giờ Mỹ đang sợ nè. Chứ ngày xưa Mỹ cũng cái gì cũng là China, China không chứ đâu, Made in China không. Bây giờ Mỹ đã sợ thì cũng đã muộn rồi. Mấy ông châu Âu này còn nhiều ông chưa có tỉnh. Cứ nghĩ rằng là Trung Quốc ban giao rất tốt với Nga, Trung Quốc có đủ khả năng có đồng tác động với Nga. Đúng, Trung Quốc có đủ khả năng tác động với Nga trong cái bối cảnh này, vì Nga đang cần Trung Quốc. Trung Quốc có thể tác động với Nga, nhưng mà Trung Quốc có muốn làm đâu. Trung Quốc còn muốn tạo ra cái khủng hoảng càng lớn càng tốt. Vì càng khủng hoảng chừng nào thì Trung Quốc có cơ hội nuốt trọn cái nền kinh tế của đất nước Nga, thao túng đất nước Nga trong lòng bàn chân của Trung Quốc. Các quý vị cũng biết là thời mà để cái bản đồ đó rồi dậm bàn chân lên đi bằng chân không á, thì bây giờ Trung Quốc có cơ hội có thể dẫm đạp trên đất nước Nga. Mà cái ước ao của Trung Quốc là lớn mạnh, lấn sân lên miền Bắc, thao túng Mông Cổ và Nga, thì Trung Quốc đã chiếm mà hơn nửa trái đất rồi. Trung Quốc một ngày nào đó mà nuốt trọn đất nước Nga thì Trung Quốc đã nuốt trọn hơn nửa trái đất rồi. Nga càng suy yếu thì Trung Quốc càng có cơ hội. Bây giờ nền kinh tế của Nga nó quay quanh với Trung Quốc, Nga đâu có bắt chơi với ai được nữa. Và nền kinh tế đơn phương là nguy hiểm nhất, vì anh lệ thuộc tất cả cái nguồn cung cấp đến từ một quốc gia. Người ta không cung cấp nữa là anh chết, người ta tăng giá anh cũng phải mua, đường nào anh cũng chết. Bây giờ cái cơ hội để Trung Quốc bành trướng, để lớn mạnh, thì ngu gì Trung Quốc phải giải quyết hòa bình, khi lúc đó có thể mua dầu hỏa của Nga rẻ. Trung Quốc là cần quốc gia cần năng lượng, mua dầu hỏa của Nga rẻ, bán lại cho Nga những cái sản phẩm mắc, âm thầm lấy ăn cắp công nghệ và chia sẻ công nghệ với Nga, và chế tạo và mua bán vũ khí với Nga. Ngu dại gì không lời. Nếu Nguyên cũng làm, nó thực tế nếu mà Nguyên bành trướng, Nguyên là đóng vai ông Tập Cẩm Bình mà Nguyên bành trướng, thì Nguyên cũng sẽ làm y hệt như vậy. Vì chỉ cần 5 năm, 10 năm, Nga kinh tế suy yếu, hãng xưởng công ty bán hết, ta mua hết, nền kinh tế của Nga nó nằm thao túng trong ta, tao gửi tình báo và gián điệp vào, Putin ngẫm cù tỏi, ta đưa thằng bù nhìn nó lên là ta thao túng hết. Putin ngẫm cù tỏi là tao, lúc đó là đất nước Nga nó ở trong cái giai đoạn là giành quyền lực.
tao ủng hộ một thằng bù nhìn lên là tao nuốt trọn cái đất nước Nga đó trong túi tao. Ngu vậy không làm. Putin sống được bao nhiêu lâu năm nữa? Nếu chúng ta có cái tư tưởng bành trướng thì Putin sống được bao nhiêu năm nữa? Năm nay Putin 70 tuổi rồi. Putin còn nắm quyền thì đất nước Nga nó còn ổn định. Nhưng khi Putin ngã xuống rồi thì đất nước Nga sẽ giành quyền lực. Đất nước nào mà đang thao túng nền kinh tế đất nước Nga thì người ta sẽ ủng hộ người đó. Đưa một thằng bù nhìn lên sau lưng tao nuốt trọn hết. Nên là nếu ai còn tin tưởng là Trung Quốc sẽ can thiệp để giải quyết hòa bình, đó là những người nguyên nói là thiếu nhận thức về chính trị sâu sắc. Vì đây là cái cơ hội cho Trung Quốc có thể lấn sân mà từ đó bây giờ họ chưa bao giờ làm được, đó là nuốt trọn đất nước Nga. Mà nuốt trọn đất nước Nga thì là Trung Quốc đã nuốt trọn phân nửa trái đất rồi. Nên là không có cái lý do gì mà Trung Quốc phải làm áp lực cho Putin để giải quyết hòa bình hết. Không có cái lý do gì mà Trung Quốc phải can thiệp vào cái cuộc chiến giữa Ukraine và Nga hết. Cứ tiếp tục như vậy thì Trung Quốc lại tiếp tục kiếm được lợi nhuận. Đừng có nói vấn đề mà của Ukraine và Nga lớn, vấn đề của dưới mén thôi. Trung Quốc là người thiệt hại về kinh tế rất là nặng nề, cái con đường tự do hàng hải mà Trung Quốc còn không lên tiếng mà. Vì Trung Quốc họ đang có tiền dư, họ có cái tiền dư, họ đang cái trong quốc khối họ có tiền dư, họ đang đánh kinh tế. Tao lỗ thì tao có lỗ đó. Nhưng mà tụi bay chịu được bao lâu? Trung Quốc họ có tiền dư, họ đang có một cái ác chủ bài. Như nói là Nguyên nói là cái bước cờ của Putin nó sai nhất trong cuộc đời của ổng. Đó là ổng bước vào cuộc chiến tranh với Ukraine mà ổng không xúi dục Tập Cận Bình đánh trước với một quốc gia nào đó. Nếu mà Tập Cận Bình là người khởi xướng một cuộc chiến tranh ở tại Á Châu, Mỹ vào cuộc thì Nga sẽ hưởng lợi hết. Nhưng ngược lại, cái vai trò nó đóng ngược lại. Nga là người đánh, bây giờ Trung Quốc là người hưởng lợi hết. Nên là Nguyên không có mong đợi gì cái buổi sắp tới, cái chuyến công du của ngoại giao của Trung Quốc để mà giải quyết hòa bình. Và Nguyên chỉ thấy là đây nó chỉ là một cái hành động làm cho nó có, khi có rất là nhiều quốc gia đã lên tiếng về kêu gọi Trung Quốc phải gánh một cái vai trò nào đó. Đó là bài chia sẻ thông tin thời sự nóng bỏng hấp dẫn của ngày hôm nay mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Cho Nguyên tạm ngừng chương trình ở đây. Bye bye cô chú anh ạ. Hỡi quê hương ơi, đây tôi quỳ xuống trước bao anh linh hồn thiêng núi sông. Đã bao nhiêu năm oan thiên con chất chồng, mà đàn con còn như chừng mịt mờ hoài chưa thấy thương ngày. Hỡi quê hương ơi, đau thương đã qua, có không xưa nay tàn ra cuộc vong. Thất phu hay chăng sao chưa tỏ tấc lòng, để muôn dân còn oán hờn, để nước nhà suy thoái bao cơn. Hãy khóc đi quê hương, khóc đi rồi mai ta lên đường. Nợ non sông chưa tròn, một lời thề ghi khắc lòng son.
hãy khóc đi quê hương, hãy khóc đi rồi mai ta lên đường. Nguyện đem thân đáp đền, nợ bao người ai đó sao quên. Bao anh linh hồn thiêng núi sông, đức công xưa nay đã bao đời vun trồng, mà ngày nay nhìn cõi bờ, lòng quặn lòng ai nỡ đành tâm. Hỡi quê hương ơi, đau thương đã qua, máu xương ông cha ngàn năm đổ ra, cớ sao hôm nay oan thiên đã tỏ tường, mà nhục xưa lại coi thường, để giặc thù xâm lấn quê hương. Hãy khóc đi quê hương, khóc đi rồi mai ta lên đường. Nay đây phút cuối cùng, một lần này đáp mối tình chung. Hãy khóc đi quê hương, hãy khóc đi rồi mai ta lên đường. Thử thách ta coi thường, giờ hoàng đạo phải đến quê hương. Hãy khóc đi quê hương, hãy khóc đi rồi mai ta lên đường. Nào gian nan coi thường, giờ hoàng đạo phải đến quê hương.